Con một, chọn con mấy? Con một. Em hãy đeo, khi đeo khăn vàng đứng thì đuôi khăn vàng bên phải dài hơn hay bên trái? Dạ, dài hơn. Trả lời lại coi, bên phải dài hơn hay bên trái? Dạ, bên phải dạ. Chính xác, cộng điểm cho 6 và 1. 6 và 2, chọn con mấy? Chọn con 10. Chọn con 10. Khi mới thành lập đội thiếu nhi tiền phong Hồ Chí Minh có tên gì? Không có trả lời, danh các chùa còn lại. Khi mới thành lập đội thiếu nhi tiền phong Hồ Chí Minh chúng ta có tên gì? Mời 7 và 6 và 5. Chính xác, cộng điểm cho 6 và 5. Khi mới thành lập chúng ta đội có tên là đội Di Đồng Cứu Quốc. Mời 6 và 3. Số 6, câu hỏi số 6. Em hãy hát lời 1 của bài hát Cùng Nhau Ta Đi Lên. Cùng nhau ta đi lên, hơi bước đồng hành lên đi lên. Cố gắng, xuống đây chúng mong mà khổ. Lời thì ta chơi, sao mới mới trong tim không pha. Quý xuân già, khi người anh quý hương nhà. Tiếng bước tiếng người thầy thân tươi, anh em ta đã bước suốt đời. Cùng nhau đi lên, nhau hãy cùng lên lòng tay nha. Chị luôn ơi hợp, cảm nhận một tiếng xa. Mời 6 và 4. Chọn con mấy? Câu số 4. Em hãy leo chủ điểm của đội ở tháng 3. Ba. Có câu trả lời không? 2, 1. Dành các người khác. Mời 6 và 3. Mừng đảng mừng xuân mới. Chưa chính xác. Còn tháng 3 chúng ta là gì? Tiến bước lên tròn trò quá chị. Mời 6 và 5. Câu số 6, lấy nghe câu số 6. Số 6 trả lời, câu nói nãy 6 và 3 hả? À, nói rồi. Số 5. Em hãy nêu bài hát Tiếng Quân Ca do ai sáng tác? Chưa chính xác, dành cho các. Mời 6 1. Sai là hồn hồn. Chưa chính xác. Hết quyền trả lời. Bài Tiếng Quân Ca là gì? Là bài quốc ca chúng ta hát có. Là do nhạc sĩ gì? Văn Cao. Văn Cao. Rồi. Mời 6 2. 6. Câu 3. Câu 3, em hãy nêu chủ đề của năm học 2022-2023 của đội thiếu nhi tiền phong Hồ Chí Minh. Chủ đề là thầy dán có bản đội, mà cái bản đội thầy có dán rồi đó. 3, 2, 1, không trả lời dành cho các đội còn lại. Chủ đề năm học. Ồ, cái này là một cái thiếu sót lớn đấy. Không có trả lời chủ đề năm học. Tiếng nhân hòa nhân làm nhiều việc tốt, tiến bước lên đoàn. Mời 7, 6 và 7 dành câu hỏi. Trả lời chọn câu hỏi. Thầy là câu 9. Câu 9, em hay đọc điều 4 trong 5 điều Bác Hồ dạy. Là động tốt, động tốt tốt. Chưa chính xác, dành cho các đội còn lại. Mời 6 và 2. Chưa chính xác. Câu 4 là gì các em? Giữ gì về dân tộc? Phật thơ. Mời 6 và 1 trở lại với câu hỏi của mình. Câu số 1 rồi, để mở rồi. Câu số 2 chưa qua chưa rồi. Còn câu số 2 này, câu số 7, số 8, số 11, 13, 14. Câu số 7. Câu số 7.
em hãy nêu địa danh nơi thành lập tổ chức đội thiếu niên tiền phong của mình. Dạ, này là bất khó cho mình. Chưa thứ khác dành các đội còn lại. Em hãy nêu địa danh nơi thành lập tổ chức đội thiếu niên tiền phong của mình, nơi thành lập đội đó, cái nơi thành lập. Mày á, nó gáy trong đó thì chúng ta thôn gì? Trời ơi, không có cái lời. Thôn Hà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Vãn, tỉnh Cao. Ôi, tổ chức đội chúng ta. 16A. Mới 61 rồi, bây giờ 62. Câu 2. Ở giữa cơ đội có biểu tượng gì? Cảm điểm cho 62. Ở giữa cái đội chúng ta là có bút bình non à, bạn nói bút bút bình non tức là hai cái bút. Mời 63. Con 11 Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập ở đâu? Lấy đội bị phở đảng. Các đội còn lại 321 không có trả lời. Tổ chức đảng cộng sản đầu tiên, tổ chức đảng cộng sản chúng ta được thành lập đầu tiên ở Cửu Long, Hương Cảng, Trung Quốc. 10, 6, 3, 4. Số 13. Em nêu ngày tháng năm ngày truyền thống học sinh sinh viên. Không ai không có câu lời. Các đội còn lại mời 61. Dạ, bài 9 tháng 1 1910. Chính xác, cảm điểm là 61. Ngày truyền thống của học sinh sinh viên là ngày 9 tháng 1 1950. Mời 65 tổng câu hỏi. Câu số 8. Từ năm 1900 à xin lỗi, đến năm nay là năm 2023 thì chúng ta tổ chức chào mừng bao nhiêu năm ngày thành lập đội? Bao nhiêu năm ngày thành lập đội? 90 chưa chính xác, danh đáng đội còn lại. A7 mời. Là 90 lên. Chưa chính xác. Đội chúng ta thành lập năm 1941. Bữa nay là năm 23. 2023 là bao nhiêu đây? 80. 3 từ 1 còn 2 là 82 năm. Nha. Mời 6A. 6A6. Câu 14. Em phải nêu ngày tháng năm. Câu này trùng câu nãy thôi. Mà hỏi lại. Em phải nêu số điện thoại. Cấp cứu. Chính xác, cảm điểm cho 6A6. 6A7 cộng hỏi. Còn câu 14. Cộng câu 14. Câu 14. Rồi. Bờ biển. Chiều dài bờ biển Việt Nam chúng ta bao nhiêu km? Khoảng hơn 2.000 km. Khoảng hơn 2.000, nhiều quá, nói cái khoảng cách luôn xa quá. Không đúng. Dành các đội còn lại, mời 61. Dạ, thầy là 3.260 km. Chính xác, chậm điểm cho 61. Như vậy chúng ta đã